Có một món trông thì sang chảnh nhưng mà làm thì cực kỳ dễ. Đấy chính là cá hồi sốt teriyaki. Mình hay ăn kiểu như vậy này. Một lát rong biển giấy, cơm, cá hồi, bơ. Có hôm thì có cả nấm như hôm nay nữa. Với mình là 10 điểm nha. Cơm thì mình hay nấu mix gạo trắng ST25 với cả gạo lứt đen. Như vậy thì nó vừa có thêm chất xơ và dinh dưỡng, mà ăn thì vẫn ngon, không bị ngấy. Tại vì chồng mình không thích ăn nhiều gạo lứt ý. Thực sự là nếu không phải quay video hay là chụp ảnh thì mình nấu ăn rất nhanh đâu mọi người ạ. Vẫn chưa bao giờ là một người khéo nấu nướng đâu, nhưng mà làm nhiều thì quen tay ấy, khá hơn hồi xưa nhiều. Cái nước ngâm rửa thực phẩm ấy thì mình có thể dùng để rửa rau củ quả và cũng có thể dùng để rửa thịt cá để khử tanh luôn nha. Cá hồi rửa sạch và thấm khô xong thì mình sẽ ướp một chút với cả muối tiêu. Đợt này thì nhà mình đang dùng dầu dừa 100% nguyên chất tinh luyện này của Việt Coco này. Nó là loại chuyên dùng cho nấu ăn rồi, và theo mình biết thì có vẻ là nó đã được khử mùi, tại vì nó không có cái mùi dầu dừa đặc trưng đâu. Không lo làm át mùi vị của thực phẩm, cá hồi và nấm mình áp chảo đều các mặt nha. Nếu mà không có nấm cũng không sao nhá. Và đây là bí quyết để nấu món cá hồi sốt teriyaki bất bại. Chai sốt teriyaki hữu cơ này của Lum Lum và mình mua khoảng 100.000 gì đấy. Thành phần của nó bao gồm nước tương hữu cơ, giấm gạo hữu cơ, đường mía hữu cơ, gừng hữu cơ và nước. Sốt hơi sệt và có vị chua mặn ngọt. Theo khẩu vị của mình thì nó đã rất vừa rồi, và mình thấy không chỉ dùng để nấu mà có thể rót ra để chấm cũng ngon ấy. Một số bạn thì có thể thấy là hơi nhạt và cần nêm nếm thêm một chút cho đậm đà hơn. Nói chung là tùy mọi người nha. Với thành phần rất là đơn giản trong một chai sốt này thì mình thấy có nhiều mẹ cũng dùng để nấu ăn cho bé nữa. Ngoài cá hồi thì mọi người có thể nấu gà áp chảo xong rồi sốt teriyaki cũng rất là ngon nha. Mời mọi người ăn cơm nhé.